はい、皆さん、こんにちは。先生、こんにちは。皆さん、こんにちは。はい、ハナイティムタセンブワイバイス、思いわい。ね。はい、第17課。ね。はい、もうかお前らさん、シンビングウェドウィバイティムタセンブワイバイス。ルーム感じいいだろ。いや、はい。ちょこっと、ティムタセン、ヒレベだな。いってみよう。シンビングウェドウィですね。オッケー、ロイゾンバイナー、ハプナムナイセンディア。ウェナイ。Nè, chúng ta sẽ chia về về thế này. Này tức là không thì vào mình sẽ thích sao. Rồi thì mấy phần này, ba phần này, bốn phần này quan trọng. Còn hai phần này là phần phụ luôn. Thế nào? Hay, bước vào từng phần một nào. Phần đầu tiên, cách chia động từ thế này thế này. Hay. Ngày trước chúng ta muốn nói những cái từ này không ăn, không uống. Không ăn thì nói là nhỉ? Tabemasen, đúng không? Không uống. Nomimasen, đúng không? Không đi. Ikimasen, đúng không? Vậy, hôm nay chúng ta sẽ học dạng ngắn của dạng phủ định, được chưa nhỉ? Hai, dạng ngắn. Đó là thể này và là b này, nhé. OK. Hai, kia là bemasen. Cái này bằng với là bemasen. Được không? Hai, bemasen là dạng lịch sự. Anh không đi, đúng không? Hai, ikimasen là anh không đi. Còn không đi thì kanai. Được chưa? Hiểu chưa? Hai, cái chiều hôm sau ở đây mình quên mất không ghi phần một là nhóm một đây. Nhóm một được chưa nào? Nhóm một của nó nhé. Nhóm một thì các bạn học rồi đúng không? Hay cự mư tư tô lực hana sự cao rồi nhé. Được chưa? Hay bây giờ chúng ta sẽ chia một cách như sau. Tất cả những hàng cự này, hàng ư này sẽ thành a đấy nhé. Ư sẽ thành a, cự sẽ thành k cộng với lại là nai. Được chưa nào? Hay ví dụ các cự thì sẽ là kaka nai, tương tự thế. Nào, các bạn chia cho mình. Yô mự sẽ là gì nhỉ? Yô ma nai. Đúng rồi, mự sẽ là ma đúng không? Ma cộng với lại là nai. Yô ma nai là gì? Không đọc ạ? Đúng rồi, không đọc. Yô mi mas, yô mự, yô mi mas. Nhìn, đúng không? Yô ma nai. Tiếp theo, tô đự sẽ là gì nhỉ? Tô ra nai. Đúng rồi, tô ra nai. Tô ra nai. Tô ra nai là gì? Không chụp. Không chụp ảnh, nó sashino tô ra nai. Hay là không cầm, không lấy cái gì đó. Dạ. Tiếp, hanasu. Hanasanai. 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 Là gì đấy? Không nói chuyện. Không nói chuyện, đúng không? Tiếp theo, tuy nhiên có phần đặc biệt là này. Tất cả những động từ mà có ư này. Chỉ có ư không thôi. Đấy là cái từ ư. Thì nó sẽ chia thành hoa. Ư sẽ biến thành hoa. Đấy chứ nhỉ? Hai. Ví dụ, cao là gì đấy? Mua. Mua sẽ chuyển thành kawanai. Không mua, được chưa? Tiếp theo một động từ khác. Mô đào học rồi đúng không? Thế anh gì đây? Mô đào qua này. Đúng rồi, mô ra qua này. Hiểu chưa? Hay ư thành qua, hiểu chưa? Hay ư thành qua. OK, chúng ta chuyển sang nhóm 2 rất đơn giản thôi. Lại masu, bỏ masu đi cộng với này là sao? Hiểu chưa? Dễ rồi. Được, tabemasu, tabenai được nhé. Tiếp, karimasu. Karinai. Hai, karinai desu ne. Karinai desu ne. Nhưng mà sao? Mimasu. Minai. Shinjimasu. Shinjinai. Hai. Abimasu. Abinai. Hai. Okimasu. Okinai. Dễ không? Dễ rồi đúng không? Thế nào? Chuyển sang nhóm 3 desu ne. Hai, nhóm 3 desu ne. Hai, có hai động từ đặc biệt này. Kuru thì sẽ đánh. Konai. Konai phải nhớ nhé. Kuru sẽ đánh konai desu ne. Suru sẽ đánh. Shinai. Shinai desu ne. Vì vậy cái con suru sẽ biến thành gì nhỉ? Cái con shinai. Cái con shinai ですね. Được chưa? Tiếp. Benkyou suru. Benkyou shinai. Hai. Benkyou shinai ですね. Benkyou shinai. Được chưa? Hai. Benkyou shinai. Được chưa? Hai. Hai. Kaimono shinai とかですね. Hai. OK. Vậy chúng ta đã học xong cách chia rồi. Bây giờ chúng ta chuyển sang mẫu câu. Mẫu câu ですね. Hai. Chúng ta chia về dạng nai này. Xong chúng ta cộng thêm cái này. Để kudasai. Bắt đầu. Nai de kudasai. 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 Ví dụ, đừng ăn. Xin đừng ăn. Đừng ăn. Tabe nai de kudasai. Đúng rồi. Tabe nai de kudasai. Đúng không? Đừng uống. Nomanai de kudasai. Đúng rồi. Nomanai de kudasai. Đừng cắt. Cắt là gì nhỉ? Kirimasu. Kiru sẽ là Kiranai de kudasai. Dễ không? Hai. OK. Ví dụ đây. Nào. Thúy. Ima genki desu kara shinpai shimasu. Shinpai shinai de kudasai. Hai, shinpai. Shinpai là lo lắng. Được chưa? Lo lắng được nhé.
Có lẽ gì như nào? Bây giờ tôi khỏe. Vì bây giờ tôi khỏe nên đừng lo lắng. Đừng lo lắng đúng không? Đừng lắng vì bây giờ tôi vẫn khỏe đúng không? Nên dạo này anh thế nào? Em lo cho anh quá. Nhưng mà genki desu kara? Shinpai shinai de kudasai. Thế đọc lại đi. Ima genki desu kara? Shinpai shinai de kudasai. Shinpai shinai de kudasai. Tiếp. Nam san, koko ni kuruma o tomenai de kudasai. Bạn Nam, chỗ này thì không đừng đỗ xe ở đây. Đúng rồi. Đừng đỗ xe ở đây. Kuruma o tome là gì nhỉ? Đỗ xe đúng không? Nam ơi, đừng đỗ xe ở đây. Được chưa? Nam san. Khi mà gọi ai đó thì chúng ta sẽ gọi là Nam san. Ôi đi. Nam san. Nam san thì gọi là này. Ok chưa? Tiếp. Hey, これは危ないでから食べないでください。これは危ないですから、にならない。これは危ないですから食べないでください。なぜ？cái này thì nguy hiểm. Cái này thì nguy hiểm, xin đừng ăn nó. Đừng ăn nó đúng không? Bởi vì rất là nguy hiểm. Ai? Ok. Bị giữ chữ cầm để sợ xin ô. 撮らないでください。はい、美術館で写真を撮らないでくださいですね。OK、じゃあ。で、お父さん、お酒を飲まないでください。はい、お父さん、お酒を飲まないでください。じゃあ。はい。はい、出たよ。エアコンをつけてもいい？もういい？いいですか？いいです。いい。Vậy thì mỗi ý đề cá là gì đây? Làm gì đó có được không? Hỏi ý kiến ai đúng không? Hey. Trong bài 15 học rồi đúng không? Hey, thì nào? Em bật. Bật điện điều hòa có được không ạ? Bật điều hòa có được không đúng không? Chukenai desu. Chukenai desu. Bình thường. Khi mà người trên nói với người dưới thì không cần kudasai nữa mà chỉ chukenai desu là được. Được chưa? Kudasai. Kudasai một cách nói dịch sự này để kudasai giống như là VT kudasai đúng không? Bình thường bạn bè nói với nhau là ta VT đúng không? Cái T, IT, non D thì nói chứ không cần kudasai nữa. Được chưa? Tương tự như thế, này để kudasai cũng tương tự. Nếu bạn bè với nhau chỉ cần này để thôi là được. Được chưa? Hay. Ok, tiếp. Bioki desu kara o furo ni hairanai ですね。うん。あとは入らないでね。入らないでね。入らないでね。入らないでね。はい、けどでね、なんか言うぞ。食べないでね。đừng ăn nhé. cái này là nhé rồi. các đọc でね。でね。でね。でね。はい。食べないでね。食べないでね。入らないでね。入らないでね。入らないでね。入らないでね。つけないでね。つけないでね。OK。病気ですからお風呂に入らないでね。đúng không? Bây giờ đây là mẹ đang nói chuyện với con đúng không? Đứa con đang bị ốm này. Mày đang bị ốm, đừng có đi tắm. Đi tắm. Được chưa? Hai. Tiếp. 私のことを忘れないでください。私のことを忘れないでください。thế là gì? Đừng quên em nhé. Xin đừng quên em nhé nhá. Hai. 私đây có thể dịch là em được nhé nhá. 私ですね. Xin đừng quên em. OK chưa? Hai. Cái từ cô tổ này nè. No cô tổ này bao gồm cái gì nhỉ? Nam chỉ cái gì tất biết cả không? Về tôi. Đúng rồi, bao gồm tất cả về người đó, về tôi đúng không? Hai. Dư nhỉ? Đôi mắt của em, đôi môi của em, anh đừng quên em nhỉ? Đúng không? Hai. Mái tóc của em được chưa? Đừng quên. Mùi hương của em nhỉ? Tiếp. Hai người. Oka-san, soto ni dekakete i. Cái này nhá, cái này sẽ bài 20 chúng ta sẽ học thể ngắn. Bạn bè nói chuyện với nhau thì thường sẽ bỏ desu ka đi. Vừa nãy cũng có một câu này đúng không? Đi desu ka đúng không? Tuy nhiên bạn bè thì sẽ bỏ đi và sẽ chỉ nhấn mạnh cái từ sau thôi. Trước chúng ta học rồi đúng không? Mình có là mình dạy là i hay là i i i được chưa? Bình thường i là bình thường thôi, là dạng khẳng định, còn i là dạng câu hỏi, được chưa? Ok, các đọc i được chưa? お母さん、外に出かけてもいい？出かけて、trong phần nói thì chúng ta sẽ vứt bỏ cả mố nữa cơ. 出かけていい？ OK chưa? Mình thường về tên mố đúng không? Về tên mố đúng không? Nhưng mà phần nói thì là bỏ cả mố nữa đi cơ. Được chưa?
はい。じゃあ、また。お母さん、外に出かけていい？あ、いいえ、雨が降っていますから、あ、出かけないでください。うん、出かけないでください。はい。あ、じゃあ、ねえ、おい。Mẹ ở ngoài con ra ngoài có được không? Không được, ở ngoài thì trời đang bởi vì trời đang mưa nên đừng ra ngoài. Đừng đi. Không, trời đang mưa, đúng không? Không, trời đang mưa đấy nên là đừng ra ngoài. Được chưa? Ok chưa? Đấy đúng không? Tiếp. Sumimasen ya. Koko wa kinen desu kara da tabako. Tabako o suwanai de kudasai. Xin lỗi, ở đây cấm, ở đây là cấm nhưng mà đây cô cấm, cô ở đây là cấm hút thuốc, đúng không? Nên xin cấm hút thuốc, nên anh đừng hút thuốc, đúng không? Được chưa? Sumimasen ga koko wa kinen desu kara tabako o suwanai de kudasai. Hay, ok, vậy là xong phần này để dễ rồi đúng không? Cứ này xong để kudasai, này để kudasai, mọi người. Này, đến nè, bật đèn với nhau đúng không? Tiếp theo, phần con này cũng quan trọng đúng không? Nakere banarimasen, có thể dài không? Dài không? Nhà học đọc thử chưa? Học thử rồi đúng không? Vâng. Nakere banarimasen là phải làm cái gì đó. Ok, đây là gì nhỉ? Dạng lịch sự khi mà người trên, người dưới nói với người trên đúng không? Được chưa nào? Hay. Còn bạn bè thì họ sẽ nói cái ngắn hơn, tí nữa mình dạy, được chưa? Hay, ok, các bạn đọc cái này nhá. Nakereba narimasen. Nakereba narimasen. Vậy chúng ta chia ra làm hai phần. Nakereba. 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 Narimasen. 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 Nakereba. 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 Nakereba narimasen. Nakereba narimasen. Nakereba narimasen. Nakereba narimasen. Quen chưa? Thấy không? Hay. Nakereba narimasen. Nakereba narimasen. Đấy, phải là gì? Cách chia của nó đây. Dạng nai này chúng ta bỏ y đi đúng không? Đấy. Được chưa? Chia này, cộng với này là đây. Đây, cộng với này. Kereba narimasen này. Được chưa? Thành nakereba narimasen. Được chưa nào? Hay. Đấy, phải làm cái gì đó. Ví dụ này. Hay. Bioki desu kara kusuri o nomanakereba narimasen. Vì bị ốm nên tôi phải uống thuốc. Đúng rồi, vì bị ốm nên tôi phải uống thuốc. Được chưa? Hay. Tiếp. Asta testo ga arimasu kara konban benkyou shinakereba narimasen. Bởi vì ngày mai có bài kiểm tra, thế nên là tối nay tôi phải học bài. Ta đọc lại từ này. Benkyou shinakereba narimasen. Benkyou shinakereba narimasen. Nomanakereba narimasen. Nomanakereba narimasen. Ok, tiếp. Hoa-san wa byouin ni ikanakereba narimasen. Là bạn Hoa-san. Bạn Hoa thì phải đi bệnh viện đúng không? Ikanakereba narimasen. Ikanakereba narimasen. Ikanakereba narimasen. Ok, tiếp. Ima nani o shinakereba narimasen ka? Report o kakanakereba narimasen. Bây giờ? Bây giờ bạn phải làm gì? Làm gì đúng không? Bây giờ tôi phải viết báo cáo. Bây giờ tôi phải viết báo cáo đúng không? Này, trong những cái bài thi nghe sau này, người ta sẽ có những cái câu nói như thế này. Onna no hito wa ima nani o shinakereba narimasen ka? Đấy, đây là trong cái phần chokai câu hỏi nhớ chưa? Bây giờ người con gái sẽ phải làm gì? Đấy, ima, được chưa? Đây, cái phần chokai, đấy là câu hỏi. Hỏi là ra đây chứ. Nó có một cái tình huống gì đó, mình phải nghe được là người con gái sẽ phải làm gì nhỉ? Trong một cái đoạn hội thoại anh đang nói chuyện với nhau, được chưa? Thì nó hay sử dụng cái mẫu này, được chưa? Hay, ok. Tiếp. Mada shiroko ga oka shiroto ga shigoto. Shigoto ga owarimasen kara zangyo shinakereba narimasen. Zangyo shinakereba narimasen. Nhung phải đeo kính này nhỉ? Ok. Bây giờ. Mada. Mada. Masen thì nghĩa là gì đây?
Không cần chưa làm xong công việc ạ. Công việc. Ừ. Đúng không? Bây giờ việc vẫn chưa xong. Xong công việc. Vẫn chưa đúng không? Vẫn chưa xong. Nên là gì đây? Cho nên tôi phải làm thêm giờ. Ừ, tôi phải làm thêm giờ đúng không? Thôi. Ok. Thế gì nhỉ? Hai. Tiếp. Sensei ni hong o kaesana kereba narimasen. Cái từ là na kereba narimasen đúng không? Narimasen nó sẽ biến thành naranai cũng được. Ok. Tức là gì nhỉ? Bằng vệ narimasen. Naranai này bằng vệ narimasen. Naranai. Được chưa? Chúng ta ghi thêm vào nhé. Na kereba narimasen. Naranai. Kaesana kereba naranai. Naranai ですね. Ok, chúng ta chuyển sang phần ví dụ số 7. Hai. Asta no party ni keiki o motte ikanakereba narimasen. Được rồi, motte iku là gì đây? Mang đi Tôi phải. Tôi phải đem bánh ngọt. Đến bữa tiệc ngày mai ạ. Ngày đúng không? Tiếp. Raigetsu Indo e Sochō shinakereba narimasen ga. Ka? Raigetsu Indo e Sochō shinakereba narimasen ga. Narimasen ka? Ka câu hỏi ですね. Sucho shinakereba narimasen ka? Sucho shinakereba narimasen ga? Ka? Ka? Ok. So desu. Nên nhỉ? Và tháng sau thì tôi có... Cán hỏi tôi. À, và tháng sau thì bạn có phải đi công tác ở Indo không? Ừ. Tháng sau anh có phải đi công tác ở Indo, Ấn Độ không? Được chưa? Vâng. Vâng, đúng vậy. Hay so desu. Được chưa? Tiếp. Mo shichiji desu ka? Ryori o chikarana kya? Kya? Khó lắm quá. Mo shichiji desu ka? Ka? Cái này là mo shichiji hỏi không? 7 giờ rồi á? Ka? A? Desu ka? A? 7 giờ rồi á? Đúng không? Phải. Nó ăn thôi. Ryori o chikarana chikarana kya? Khi mà nhà, khi mà nói với mình nhé. phải làm đi なきゃなきゃなきゃなきゃ行かないですね、ないな。行かなきゃ。行かなきゃ。じゃあ、行かなきゃ。じゃあ、行かなきゃ。オッケー。はい。ああ、行かなきゃ。あ、髪を切らなきゃ。では、ないもんでね、じゃあ、行かなきゃ。オッケー、じゃあ、変なのこれみんな、テーブルのね、じゃあ、かまいません。でも、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 でも
Đấy. Lại thêm một cái nữa. Tiếp. Thả bê mô nô kà wa na kia. À chạ. Đấy. Nó cứ chạ. Nó cứ chạ. Ừ. Lại. Không phải là kẹ nữa mà là cứ chạ. Cứ chạ. Cũng bỏ y đi. Cộng lại cứ chạ. Hai cái này bằng nhau. Nó kẹ là cứ chạ. Cứ chạ. Có nhiều cái nói. Các đọc. Cứ chạ. Cứ chạ. Cứ chạ. Cứ chạ. Na kẹ. Na kẹ. Na kẹ. Na kẹ. Na kẹ. Na kẹ. Cứ chạ. Cứ chạ. Na cứ chạ. Nak cha, 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 cái kia là chỉ cần nói với người trên thôi đúng không? Nên là những cái trường hợp mà để nói với người trên thì nó ít hơn, được chưa nào? Rồi, trong cái số trong khoảng một ngày cái thời gian để gặp người trên thì nhỉ?
Bên trên chỉ là một số ít thôi. Nhưng mà nó dạng lịch sự đấy nhá. Còn bình thường này, mình gặp này, bố mẹ này, và bạn bè này, rất là nhiều đúng không? Thời gian gặp bố mẹ bạn bè nhiều hơn đúng không? Ừ, thì cái lượng này xuất hiện sẽ nhiều hơn. Đấy chưa? À, nên là mình dạy luôn. Đấy thế nào? Bắt đầu. Nai to ikenai. 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 Gogo. Gogo. Byouin e. Byouin e. Ikanai to ikenai. 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 Đấy chưa? Mou yoru 10 si desu ne. 10 si. Oh, ii. Đấy chưa? Mou. もう夜夜十時ですね。なぜ？あ、とねだ十十時だ十時だ。だ十時だ。だ十時だ。だ十時だ。夜だ十時だ。おい、だ十時だ。遅いぞや。はい。二のは、もう一つの二のは。早く帰らない。あ、早く帰らないといけない。はい、べえ、早く。早くね。あ、なんでや、すぐだ。Hai câu này bằng nhau là hai câu là nhanh sớm đúng không? Nhanh sớm nhưng trong điều này sẽ dịch là nhờ phải về ngay thôi cũng được đúng không? Phải về ngay thôi thì sư cự cũng là ngay lập tức đấy. Phải về luôn bây giờ đấy, ngay và luôn được chưa? Hai câu này sư cự thế nào? Đấy. Đấy. Đọc lại một lần nữa. Ikanai to ikenai. 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 OK. Kaeranai to ikenai.帰らないといけない。帰らない。帰らない。といけない。といけない。帰らないといけない。帰らないといけない。OK? はい。はい。じゃあ、片っぽの最後は、切る。せーの。切らないといけない。切らないといけない。せーの。切らないといけない。切らない。切らない。切らないですね。切ります。切る。切らないといけないじゃあ切らないとはい OK? はいでは、出たよなくてもいいですじゃあなくてもいいですいらんじゃない không làm gì cũng được không cần đâu ví dụ không cần phải đến đâu được chưa còn đó là cái gì cái không phải làm gì cũng được ví dụ anh không còn ăn được em không phải biết đâu thì trong tiếng Việt Nam có hay dùng cái từ này không cần biết đâu OK? Hai. Thôi mọi người không cần phải đọc đâu. Ok? Nakutemo ii desu. Được chưa? Nakutemo ii desu. 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 Cái này nó ngược lại trong mẫu bài số 15 nó là gì nhỉ? Temo ii desu. Có được không? Đúng không? Có được. Đúng không? Được. Làm gì đó được. Còn bây giờ là không được. Được chưa? Thì hiểu không? Câu này dễ đúng không? Tiếp. Ví dụ. Được chưa? Ashita. Konai đúng không? Sẽ là konakute. Konai sẽ là gì nhỉ? Bỏ y đi đúng không? À, cái cách sử dụng của nó là gì đấy? Bỏ y đi đúng không? Chúng ta bỏ y đi cộng với kutemo. Y đi. Y đi. Đấy chưa? Thì sẽ là konai sẽ chúng ta sẽ bỏ y đi đúng không? Thế là konakutemo y đi. Cái này nghĩa là gì? Ngày mai không cần đến được. Ngày mai em không cần đến đâu. Được chưa? OK chưa? Đấy à? Đem ra sử dụng đơn giản này. Tiếp. Kohi ni sato o irenate mo ii desu. Irenakute mo ii desu. Đọc lại đi. Irenakute mo ii desu. Nghĩa là gì? À, không cần phải cho đường vào cà phê đâu ạ. Không cần phải cho đường vào cà phê đâu. Đấy. Dịch cái không cần nó hay hơn cái từ là không phải làm cũng được đúng không? Ở Việt Nam cái không cần nó hay sử dụng nhiều hơn đúng không? Hay. Tiếp. タクシー を呼ばなくてもいいです。バスで帰りますから。không cần phải gọi taxi đâu vì tôi về bằng xe bus. Đúng rồi, anh không cần phải gọi taxi đâu, tôi sẽ về bằng xe bus đúng không? Hay, yo ba nai desu ne. Không cần yo ba nai desu. Yo ba nai desu. Hai, bus để khai đi mất cả được chưa? Hai, tiếp. Kono mondai wa kantan desu kara oshie nakute mo ii desu. Mondai bài tập. Bài tập này vì bài tập này dễ không cần
không cần phải chỉ, không cần phải chỉ. Không cần phải dạy đâu, bố sư chỉ đấy. Bảo dạy nhá, nó nghĩa là dạy đấy nhá. Nhớ cho mình, nó nghĩa là dạy nhá nhá. Không cần phải dạy đâu. Ghế bài tập này dễ nên là không cần phải dạy đâu. Ok? Bố sư là tế mô ý đấy. Thế nào? Tiếp. Nhưng còn dài đấy. Suzushi kara aircon o chuke nakute mo ii desu. À, bởi vì trời mát thế nên là không cần bật điều hòa đâu. Ừ, trời mát nên không cần bật điều hòa đâu. Ok, tiếp. Oshita san. Ashita. Ashita. Ashita san. Sanki. 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 Ashita zangyo shinakereba narimasen ga. Narimasen ka? Ka. Iie. Iie. Shinakutemo ii desu. Mai có mai phải làm thêm giờ không, không? Có phải làm thêm giờ không? Đấy. Được chưa? Không. Tôi không phải làm. Không cần làm đâu. Đấy. Không cần làm đâu. Không cần làm đâu. Không cần làm đâu. Đọc lại đi. Shinakutemo ii desu. Shinakutemo ii desu. Shinakutemo ii desu. Se no. Shinakutemo ii desu. 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 はい. Tsukenattemo ii desu. つけなくてもいいです。つけなくてもいいです。つけなくてもいいです。じゃあ、はい。はい。で、明日は日曜日ですから、今晩勉強しなくてもいいですか？うん、いいですよ。うん。はい。うん。あ、うん、いいですよ。うん。vì vì ngày mai là chủ nhật。うん、con đang nói chuyện với mẹ nhé nhá。Mẹ ơi, mai là chủ nhật. Nên tối nay con không cần làm bài, có được không? Không cái mà chuyện không học, kia nhỉ? Không học, kia nhỉ? Không học, không sao chứ? Đó. Thế người khi mà chuyển sang câu hỏi thì chúng ta dịch kiểu khác, đúng không? Thì chúng ta dịch là gì nhỉ? Tối nay con không học, có được không? Đúng không? Không học có được không? Được đấy. Được. Được chưa? Được được. Đi đi xem. Đi đi xem. Yếu là nhấn mạnh nghe thôi, được chưa? Hay, hay. Này, này, mẹ ơi, mai chủ nhật nên là nên này, à, tối nay con không học được không? Được. Không sao. Được, có chỗ này y được xíu này, đại du được. Ok chưa? Hay. Hay. Tiếp. お金を払わなくてもいいですか？あ、いいえ、払わ。いいえ、払わなければなりません。うん。なんでだい？Tôi không trả tiền có được không? Không được, phải trả chứ. Đúng rồi, ok. Tôi không phải trả tiền có được không? Không trả được không? Hay. Không trả được. Tiếp. Cứ chữ ô, mê ga na cứ tê mô y des. Đọc chữ này, chữ gì đây? Nê. Nư nư. Cứ chữ ô, nư ga na cứ tê mô y des. Cái này gì đây? Khi mà vào trong nhà người Nhật đúng không? Hay là nhà ai đó đúng không? Mà để mình đang cởi giày thế là chủ nhà bảo không cần cởi giày nữa. Không cần cởi giày nữa. Được chưa? Hai. Hai, cậu thông rồi. Watashi o mukae ni konakute mo ii desu. Nghĩa là gì? Không cần phải đến đón tôi đâu. Đúng rồi. Đến đón đúng không? Mukae ni kuru. Mukae ni konakute mo ii desu. Được chưa? Không cần phải đến đón tôi đâu. Hai. Phần tiếp theo đó là gì nhỉ? Nani nani các bạn. À, cái gì đó nhấn mạnh một cái tân ngữ á. Ngày trước chúng ta gì nhỉ, có cái gì đó ố này, trong động từ này, đấy nhỉ, ố sang động từ. Trong cái đợt đấy thì mình có nói với các bạn là gì nhỉ, cho cái phần tân ngữ ở đằng trước này ố này lên phần chủ ngữ cộng với hóa này, đúng không? Nhấn mạnh nó lên đó, chẳng hạn như thế này, được chưa? Hay ここに車を止めないでください, tức là gì nhỉ, đừng có đỗ xe ở đây. Đây thì bây giờ chúng ta sẽ車は, đúng không? Này cho lên đầu thôi. À, được chưa nhỉ? Xe ô tô, xe ô tô đừng có đỗ ở đây anh ơi. Được chưa? Ok chưa? Hay. Hay. Nói chung là nó chuyển câu lên mà. Ví dụ này, là gì đây? Kino kebetsu kaimashita, đúng không? Kebetsu wa kino kaimashita. Thế rồi đúng không? Phần này chỉ lướt qua được, tại vì nó đơn giản này. Go hang o tabete kara kusui o nomanakereba narimasen. Được chưa? Đây này có gì đấy? Sau khi ăn cơm thì phải uống thuốc. Thuốc thì chúng ta phải uống sau khi ăn cơm. Ngay. Được chưa? Tiếp này, cái gì đây? Xin lỗi, ukuranakute mo ii desu. Tức là gì đây?
không gửi không, không gửi, gửi tài liệu cũng tài liệu cũng được tài liệu gì không cần gửi cũng được được chưa tiếp hai ここに電話番号を書いてください。ソリューションは何をソリューションは何をソリューションは電話番号はここに書いてください。はい、じゃあ。はい、はい、3番、出てよ。何度か思うのに、まれに、まれに、ちょっとで、てか、何ちょっとで、ビューのバカを、ちょっとで、はい。はい、はい、はい、のバカを、ちょっと何だ。うん、まだね、ちょっと何だ。Thì ma đề ní tức là trước. Trước. Được chưa? Hay. Trước cái gì đó. Hoặc để hoàn thành một cái nhiệm vụ gì đó. Được chưa? Hay. Hay. Ví dụ câu này. Reporto wa oshi ma đề ní okura nakereba narimasen. Ừ. Là gì? Trước 5 giờ phải được báo cáo. Ừ, đúng rồi. Để báo cáo thì phải nộp trước 5 giờ nhá. Được chưa nhỉ? Ví dụ bài tập phải nộp trước 5 giờ chẳng hạn. Thì mình đã phải nói câu này được chưa? Hay. はい、tiếp. 日曜日までに先生に連絡してください。うん。Hãy liên lạc với giáo viên trước chủ nhật ạ. Trước ngày chủ nhật. Trước ngày chủ nhật, tức là gì đấy? Vào ngày thứ bảy mày liên lạc đúng không? Đấy. Tiếp. Hai. 午後6時までに会議が終わります。うん。Trước 6 giờ chiều thì cần phải cái gì đây? Phải tính sao trước là để chúng mình sao trước? Phải nộp à phải cái gì là cái gì đây? Cái gì? Cái gì là gì? Cuộc họp ạ. Cuộc họp thế nào đây? Kết thúc trước 6 giờ chiều. Định sao trước nữa? Cuộc họp sẽ kết thúc trước 6 giờ chiều. Đấy, đơn giản này. Tiếp. Lai siêu no kayobi made ni hamo cái xịt tê tê kudasai đây đây trả hãy trả sách trước thứ ba tuần sau hãy trả sách trước thứ ba tuần sau được chưa ok tiếp asate ma de ni sukudai o dasan nakereba narimasen là gì phải nộp bài tập trước ngày kia đúng không tức là gì nhỉ đến ngày kia cho đến ngày kia tức là tiếng Việt Nam vào cho đến ngày kia đúng không? Không chứng minh. Hay tức là trước ngày kia là đúng rồi đúng không? Hay phải nộp thì nhớ bài tập trước ngày kia. Trước ngày mai cũng được chẳng hạn như thế. Tức là trong vào ngày hôm nay đấy. Tuy nhiên có một vài trường hợp như sau này. Đây mình nói qua rồi nhé. Ví dụ nhỉ, ngày mai hasta made ni sukudai o dasanakereba narimasen. Tức là gì nhỉ? Phải nộp báo cáo trước ngày mai đúng không? Tuy nhiên ngày mai trong một ngày mai tức là hôm nay là phải nộp rồi đúng không? Vâng. Tức là trong tối ngày này hay đến gì nhỉ? 2:59 là phải nộp đúng không? Gửi mail cho thầy nhỉ? Đấy chưa? Hay. Tuy nhiên thì nhỉ, có những trường hợp báo cáo mình viết bằng tay này, thì trong trường hợp này sáng sớm nhất mình phải là người sớm nhất lúc thì 9 giờ trường bắt đầu mở cửa chẳng hạn, chẳng còn vào lớp chẳng hạn thì phải 9 giờ sáng là người đầu tiên mang lên báo cáo nộp cho cô được chưa? Tức là gì nhỉ? Sáng ngày mai nhỉ chưa? Sáng ngày mai sớm nhất là phải nộp sớm nhất cho ta. Trong trường hợp đấy cũng có nhá. Ok chưa? Này. Hai, sao rồi? Rồi, cách chia sẻ này ok chưa? Thì này đi cửa sai ok chưa? Này đi cửa sai đúng không? Bạn bè thì chúng ta sẽ nói là này đến hết tất cả đấy này. Đúng nào? Tại vì này đến hết tất cả khi đang này đến hết, được chưa? Hai. Nakere wa narimasen chúng ta sẽ thêm một vài trường hợp nữa. Đó gì nhá? Đầu tiên là dài, dài trước này. To ikenai đúng không? Này to ikenai này nhé. Tiếp theo. Na. Na kia đúng không? Na kia. Tiếp theo. Na kucha. Na đúng không? Ok chưa? Hay. Cắt đọc lại. Nakereba narimasen. Nakereba narimasen. Này to ikenai. Này to ikenai. Na kia. Na kia. Ikana kia. Ikana kia. Ikana kucha. いかなくちゃ。なくてもいいです。なくてもいいです。なくてもいいです。なくてもいいです。今回の議題はあるのはい。こなくてもいいです。勉強しなくてもいいです。なるほど。じゃあ、これは勉強しなくてもいいです。これは勉強しなくてもいいです。OK?
これも簡単ですね。勉強しなくてもいいです。はい。はい。OK、じゃあ、はい。はい。今日の授業はここで終わります。はい。皆さん、来てください。はい。今日の授業はここで終わります。今日はありがとうございました。先生、ありがとうございました。はい。またねー。皆さん、ありがとうございました。バイバイ。